Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành công văn hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2024 với các mốc thời gian quan trọng cần nhớ cho thí sinh đăng ký xét tuyển. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục Đào tạo trước 17 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2024, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo mẫu và không giới hạn số nguyện vọng về các cơ sở đào tạo theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo. Từ ngày 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Chậm nhất 17 giờ ngày 27 tháng 8, tất cả các thí sinh trúng tuyển hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo thực hiện theo đề án tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo.